Thiên Như Vân và đọc văn Tiền Bà Dì Trúc. Thiên Như Vân, giáo chủ thứ 24 của Bà Nắng, hãy quỳ gối trước Tiền Bà Dì Trúc. Thiên Như Vân, giáo chủ trung thành của Bà Nắng, xin cúi đầu trước Tiền Bà Dì Trúc. Như Vân kính cẩn cúi đầu và hô to: Bà là chính. Sau đó lạy cho huyền tổ người đang giơ cao ngọn đuốc, giơ cao cây đuốc. Vâng thưa ngài, huyền tổ hô to và giơ ngọn đuốc lên cho Thiên Như Vân. Hơi tay huyền tổ cúi dậy vì xúc động, án không thể kìm nổi dòng cảm xúc bên trong mình trước sự kiện trọng đại này. Huyền tổ, Như Vân nhìn trời, huyền tổ là thuộc hạ đầu tiên của hắn và cũng là người huynh đệ sẵn sàng vào sinh ra tử với hắn cầu nguyện bằng nhiều lần. Như Vân nhận lấy cây đuốc và đặt thân mình lên vai huyền tổ. Như Vân truyền cho hắn một nguồn năng lượng lớn giúp hắn trở nên bình tĩnh. Huyền tổ vui vẻ rất bắt nói: Giáo chủ, xin chúc mừng, ta sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Ta cũng vậy. Như Vân sau đó đứng dậy, nơi còn đuốc với bề lửa lớn ở chính giữa đất đài và chân đường. Ngọn lửa đã cháy suốt 20 năm, cơ hội chuyển sang. Bề lửa đã có mặt từ những ngày đầu tiên thành lập non rắn. Nổi danh vì ngọn lửa màu lam, thay vì tỏ rực sau khi được thắp sáng. Điều vậy đã tăng lên được mình và quỳ xuống hai chân và hô to: Đây là lời thề danh dự được viết trong bàn rắn toàn thư linh thiêng. Ta nguyện tu đúc cơ thể mình trong ngọn lửa thánh, nguyện có mặt trên sự sáng lối của sự sống và cái chết. Ta sẽ chiếu sáng cho con đường của mình đất tròn và hóa toàn bộ niềm vui hay nỗi buồn thành cát bụi. Khi Như Vân đọc các lời thề, tất cả các đồ đều thu hai tay lại, đặt trước ngực và làm theo. Ta nguyện tu đúc cơ thể mình trong ngọn lửa thánh, quên không màng tới sự cám dỗ của sự sống và cái chết. Ta sẽ chiếu sáng cho con đường mình đã chọn và hóa toàn bộ niềm vui hay nỗi buồn thành cát bụi. Và một bầu không khí yên lặng đầy tưởng tượng bao trùm khắp không gian, mọi tín đồ đều phải cúi đầu trước lời thánh. Sau khi mọi nghi lễ đã được hoàn thành, mà là tiếng lên tiếng giờ trên những lời của Tiền Bà Dì Trúc, ta phòng công từ quý vị nên làm tên giáo chủ và đồng thời là Tiền Bà giáo chủ. Tiền Bà Vân, giáo chủ thứ 24 của Bà Giám, xin hãy nhận vương miện. Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến khi vương miện được trao cho Tiền Bà Vân. Án chính thức trở thành giáo chủ của Đại Bà Giám. Như Vân quỳ gối cúi đầu nhắm mắt và chuẩn bị được phong sắc. Nhưng hắn càng chờ đợi, thời gian lại càng như kéo dài hơn. Một lúc sau, Như Vân chốc cảm thấy có một người đang bước lên lễ đài. Người đó không có võ công, hắn bước lại gần Thiên Như Vân, trịnh trọng đặt một thứ gì đó lên đầu hắn. Đó là vương miện của giáo chủ. Như Vân mở mắt và nhìn lên. Công tử, tuy ta là giáo chủ, xin chúc mừng. Đó là Trương Hộ Vệ. Hắn nhìn xuống Thiên Như Vân với ánh mắt rưng rưng lệ. Hắn mỉm cười để lộ ra hàm răng đập tới nhát lên xào mà Thiên Như Vân các đầu tiên Bạch Công Minh và Âu Thu Minh giúp đỡ. Ta dám chắc là Hoa Phu Nhân sẽ rất cảm động. Thật bất ngờ khi được gặp Trương Hộ Vệ ở đây, dòng nước mắt hạnh phúc đang rơi trên khuôn mặt của Thiên Như Vân. Đây chính là một món quà nhỏ mà các thuộc hạ của hắn đã chuẩn bị cho lễ đăng quang đặc biệt này. Thuộc hạ của Thiên Như Vân không nhiều vỡ quà trong hạnh phúc khi được chứng kiến thời khắc linh thiêng ấy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp đến như vậy. Như Vân đứng dậy và bước lên lễ đài với đôi diện quả tán trên đỉnh đầu hắn. Hắn biết đang bao bọc quanh cổ tay Thiên Như Vân liền tách ra rồi kết hợp lại thành thanh huyền kiếm. Nó ánh lên một sắc đen huyền ảo, đó chính là Thiên Bạc Kiếm huyền thoại. Là Thiên Bạc Kiếm kia đang giáo đồ trần trồ trong kinh lạc. Như Vân đang lấy thanh kiếm
hai lời lệnh trong công trung và tương cao bước tướng lên bầu trời. Toàn bộ giáo độ lại gieo họ trong sung sướng. Ba giáo vinh quang, ba độ. Vậy là trên thế giới đã mở ra một trang sử mới của lịch sử ba giáo, là giáo chủ sư Hàn Nghiệp Trực, đồng thời là tân thiên ma của ba giáo. Không lâu sau đó, các nhà sử học của Lưu Lâm Tông đã ghi lại đó cũng là ngày ba thần xuất hiện tại ba giáo. Mời các bạn về trước trường thứ 260 và từ cuối cùng sau đọc dưới này các bạn hãy nghe trường ba thần thì đã phát sóng gì hết từ trường thứ trước em xin giới thiệu hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nhận sớm nhất những phần tiếp theo. Mùa đông đã trôi qua, cây cối bắt đầu đông đổ đầy đất và thập vạn cơn như sa hỏa trong sắc xuân. Đã vào tháng vừa qua, kể từ lễ đăng quang của vị tân giáo chủ ba giáo, đã có rất nhiều thay đổi trong giáo phái trong khoảng thời gian này. Kể như vậy, một giáo chủ trẻ tuổi với quyền lực to lớn đang chỉ huy và lãnh đạo ba giáo vượt qua một thay đổi vô cùng lớn. Dù các tông chủ quyền lực phản đối, nhưng bọn họ vẫn không thể nào ngăn nổi việc giải tán tất cả các tông phái và toàn bộ giáo đồ sẽ nhận lệnh trực tiếp từ giáo chủ. Đây không phải là một ý tưởng sáng suốt đối với những gia tộc hùng mạnh có lực lượng quân đội riêng, để đây không là cách duy nhất để các giáo đồ có cơ hội bằng nhau. Chúng ta coi trọng sức mạnh, ta sẽ thực hiện đúng điều đó. Thì như vậy ta không nói gì vậy, và giờ đây tất cả ông sư và những tông chủ cũ sẽ được phân cấp dựa trên sức mạnh của họ. Điều này tạo cơ hội cho những tông phái hạ cấp và đồng thời thúc đẩy những gia tộc thượng cấp tăng cường củng cố sức mạnh. Càng trở lại cũng không ngoại lệ. Và sắc lệnh này không chỉ dừng lại ở các tông phái. Điều này còn có những thay đổi về sự bậc trưởng lão. Sau 2 tháng kể từ lễ đăng quang, một cuộc thi nhằm tìm ra trưởng lão mới đã được tổ chức. Hành động này của Tư Lưu Vân không chỉ giúp tìm ra những trưởng lão mới và còn thay đổi các quy luật của bọn họ nữa. Điều kiện tối thiểu để tham gia tranh đấu trong kỳ thi này là các võ sư phải đạt ít nhất từ cấp độ cuối của đại võ sư hạ cấp trở lên. Càng trở lại phải đạt đến trình độ đại võ sư trung cấp. Nhưng trên điều mình nghĩ rằng sẽ không có đại võ sư trung cấp nào khác ngoài những người hiện giờ để hắn hạ tiêu chuẩn xuống. Thông báo này đều gửi tới tất cả chương trình và những đội lãnh thổ khác. Vòng tranh đấu kết thúc, kết quả ngoài sự mong đợi, có tổng cộng 45 giáo đồ đang vượt qua vòng thi. Những người vượt qua vòng sơ loại là 32 người. Phần còn lại trong số đó là những người chưa nắm rõ được các kiến thức trong đội hình chiến đấu. Con số này quả là sức tưởng tượng. Nhiều tài năng từng bị tàn giống này đang nổi lửa. Cả hai người đều thuộc một tông phái cao. Lúc đầu là hai đại võ sư trung cấp đến từ một tông phái mà họ đều không có xuất thân từ tam đại gia tộc mà đến từ ảo kiếm ba tông. Anh trai của lục trưởng lão Mạnh Ngôn, Mạnh Vũ là một đại võ sư trung cấp có vẻ như Mạnh Ngôn không hề dành chừng ông ta. Mạnh Vũ được mệnh danh là một võ sư thiên tài, ngay từ lúc này còn tu luyện ở ba giáo quan và được phát tướng mặt trận phía tây để làm nhiệm vụ. Nơi này thường xuyên xảy ra chiến tranh suốt 5 năm gần đây, để ông ta học được cách sinh tồn trong các trận chiến và được giác ngộ. Võ sư còn lại đã làm nhiệm vụ ở tiền tổ ba giáo. Dương Đã Qua Ơi, anh là tông chủ chỉ huy ở mặt trận đông bắc Hồ Nam Cung. Anh xuất thân từ chính cung, nhưng từng luyện chiến đấu và quyết định đóng quân ở đó. Đến bây giờ, anh đã phục vụ trong quân ngũ được hơn 10 năm. Trong đơn truyền, Dương Đã Qua không biết ông ta vừa mới đạt tới trình độ đại võ sư trung cấp, nhưng tại sao ông ta lại quyết định trở lại? Ông ta nói rằng mình có hứng thú đối với đan phần lục võ tông. Có vẻ như Dương Đã Qua
còn muốn tiếp tục canh giữ ở đây. Dù sao chiến tranh giữa nhiều lực tầm và ma rắn cũng đã chấm dứt sau hiệp ước bình minh giữa hai giáo phái. Người thứ ba và cũng là người cuối cùng, một người đàn ông tên Tề Đăng. Anh từng tự nguyện tham chấm và được Ba La Chúa mời về. Tôi tìm hắn là một trong những tội phạm phải chịu án tù đầy. Anh đã chịu tù đầy suốt 15 năm sau. Phải, hầu hết các trưởng lão đều biết hắn. Tôi tìm rằng gia tộc của Tề Đăng, tâu phán đảm nhiệm việc lưu giữ và ghi chép toàn bộ lịch sử diễn ra trong màn đám, đã xảy ra mâu thuẫn với Huyền Bát Tâm vì đã can thiệp nội bộ của họ. Nhưng thay vì lặng lặng chịu đựng, gia tộc này đã đứng lên phản công. Đồng đấy, đúng vậy, những cuộc phản kích của họ đã thất bại. Thật không may, có một gián điệp trả tồn vào trong tâm phán của bọn họ và đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch tấn công với Huyền Bát Tâm. Vua Nhân Huyền khi đó không muốn tự mình giải quyết việc này để đã trình tấu lên giáo chủ. Khi đó Tề Đăng đã là một đại võ sư trung cấp, do công của hắn cao cường đến mức có người từng cho rằng hắn sẽ trở thành giáo chủ kế nhiệm. Tề Đăng, một giáo đồ luôn trung thành với Ma Giáo, buộc phải đầu hàng khi những hộ pháp tới và giải tán đi. Lục đại gia tộc An Tăng còn phải xử tử Tề Đăng và gia tộc của hắn, nên Thiên Lưu Tiên chỉ ra lệnh lưu đày họ. Giáo chủ Thiên Lưu Tiên chỉ lệnh cho hắn xuất cung. Chính vì vậy, ta có thể phải hắn về để cùng chống lại lục đại gia tộc. Thiên Lưu Vân xử lý một hồi, rồi ra lệnh cho Ba La Chúa tha án tù đầy và đưa Tề Đăng trở về. Lưu Vân từ trước đã có tình cảm với hắn, Tề Đăng sẵn sàng đứng lên chống lại lục đại gia tộc. Tề Đăng cuối cùng cũng được lập công sau 15 năm chịu án. Vì vậy, cuộc thi bổ nhiệm các trưởng lão đã được tổ chức, thay đổi toàn bộ kế hoạch của các trưởng lão từ đầu chí cuối. Sau khi trong chủ của Huyền Bát Tâm và Quý Ma Tâm qua đời, tam trưởng lão Võ Từ Long tự định mình rằng không ai có thể mạnh hơn ông ta. Thế được ông ta đã bại trận ngay từ vòng đấu thứ hai và bị xếp xuống hạng thấp hơn. Và kết quả chung cuộc là điều mà cả Thiên Lưu Vân và Ba La Chúa đang dự đoán. Vị trí tân đại trưởng lão đã thuộc về Tề Đăng. Anh đã ngày đêm tu luyện trong suốt 15 năm tù đầy. Giờ đây, Tề Đăng đã đạt tới cấp độ cuối của trình độ đại võ sư trung cấp, thậm chí còn đánh bại cả Thiên Bộ Hàn. Người đã luyện tập vị thập tứ ma kiếm và cuối cùng sau hàng trăm năm, các trưởng lão mới thật sự tự chọn dựa trên sức mạnh và quyền lực của mình. Tam trưởng lão Tề Đăng, vị trưởng lão Vương Hồ Hà, tam trưởng lão Văn Đoạn, tứ trưởng lão Dương Giác Quang, ngũ trưởng lão Võ Từ Long, lục trưởng lão Mạnh Vũ, tân trưởng lão Hoàng Nghi, bát trưởng lão Mạnh Hồ, cựu trưởng lão Tàng Ba Vương, thập trưởng lão Từ Kim Khang, thập nhất trưởng lão Hằng Tố Như, thập nhị trưởng lão Tiểu Trấn Đăng. Thập nhị trưởng lão là người duy nhất chưa đạt được trình độ đại võ sư trung cấp, nhưng ông ta có đủ khả năng để sống sót trong các trận chiến để được bổ nhiệm làm trưởng lão. Đây là một thay đổi vô cùng lớn trong suốt 500 năm vừa qua. Sau cuộc thi, dù vẫn công bố sự thay đổi mới tại đại hội nghị, anh cũng thông báo rằng vị trí trưởng lão sẽ được thay đổi 5 năm một lần. Điều này cũng có nghĩa là những trưởng lão đương nhiệm cần tiếp tục tu luyện và trao đổi khả năng để giữ vững vị trí của mình và sẽ có cơ hội để những võ sư khác lên làm trưởng lão. Ta sẽ chia đội ngũ về cung thành 6 tiểu đội. Sau khi sắp xếp lại vị trí trưởng lão, điều mà tăng cường lực lượng của đội hộ vệ quân. Đội hộ vệ quân được chia thành 6 nhóm tương ứng với lục chiến được Thiên Lưu Vân chỉ định để tranh đấu lẫn nhau. Hầu hết các võ sư của 6 nhóm này là thuộc hạ mà Thiên Lưu Vân chọn lựa ở Ma Giáo Quan, nhưng chỉ khác ở chỗ tổng chỉ huy của bọn họ là giáo đầu tiền bối Hầu Chí Cương.
toàn bộ lực tiếng đều chấp thuận việc Âu Chí Dương là tổng chỉ huy của họ, bởi họ luôn coi hắn là sư phụ của mình. Bên cạnh mọi sự thay đổi, có một điều vẫn giữ được như đó là vị trí của Tam Hồ Bát. Như vậy còn rằng Tam Hồ Bát mang trọng trách như giữ truyền thống của cả giáo phái kể từ thời Thiên Long Sư Tổ tạo dựng cơ đồ. Vì vậy thay đổi là không cần thiết. Và trong 3 tháng thay đổi nhân sự, Tam Thần Lục Pháp Tông đã mở một cuộc tấn công ở Ba Tháng. Lực lượng của bọn chúng đang tập trung ở bên dưới của Bạch Vân Cung và Tự Tam Cung. Vì vậy, Đại trưởng lão Từ Long được phát làm đại úy cùng với các trung úy có từ lòng từ Tuy Phong và Hàng Tô Duy đem quân ra chiến đấu. Theo với dự đoán của bọn họ, đây chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ. Tại vì những gì đã được tin ngoài giáo phái Tông Bán, có vẻ như Đao Thần Lục Pháp Tông đang giao tiếp cùng cố lực lượng ở thôn Từ Tam và Tam Từ. Chúng tôi muốn hao tổn nhân lực ở những khu vực khác. Tuy nhiên, có vị trưởng lão mới được phái tới Bắc Đông Cung để phòng vấn chắc. Đao Thần Lục Pháp Tông đã rút ra lời này. Đây là cơ hội tốt cho Thiên Địa Vân, vì trưởng lão Đao Phá Thiên lại chịu sự kiểm soát của đại trưởng lão, người vốn có lòng căm thù với lục đại gia tộc. Đây chính là thời cơ thuận lợi để hắn giải quyết tốt phần còn lại của lục đại gia tộc và vấn đề cần nhanh chóng hoàn thành trước khi những trưởng lão được cử đi quay về. Khoảng một tháng trước, bà đã nhận được một lời nhắn gửi từ Lưu Lâm Tông của chính phái, một từ chúc mừng tân thiên hạ và đồng thời thông báo về việc Lưu Lâm Hội sẽ được hoãn lại. Sư giả nói rằng trong thời gian gần đây, Lưu Lâm Tông đã xảy ra rất nhiều vấn đề, và họ đã cố giữ kín và tự giải quyết mọi vấn đề này. Nhưng có vẻ như đã có sáng hiện phần án trong tông phái, rất có thể là người của Đao Thần Lục Pháp Tông. Chuyện này khó lên, như vậy kết luận, không giống như bà rắn, với giáo chủ đứng đầu và kiểm soát mọi vấn đề của giáo phái, Lưu Lâm Tông là một tổ chức gồm nhiều tông phái và các gia tộc chung sống với nhau. Vì vậy, sẽ rất khó để phát hiện ra gián điệp. Có vẻ như Lưu Lâm Tông vẫn đang sợ sợ thì sẽ bắt giữ lũ gián điệp này. Và ở Ba Rắn cũng có một vài thay đổi khác. Dù vậy, đầy trong ba trận y bạch tông vũ thì cách thứ tạo loại đầu vũ mà các võ sư của ta phần được quan tâm sử dụng trong buổi diễn tiệc. Đây là cách duy nhất để Lý Bảo Vi và bản thân chịu mở lời trong cuộc tranh tài. Đây nguyên liệu của đầu vũ hoa anh túc là một loài hoa nở vào mùa hạ và rất hiếm trong Ba Rắn, vì lời bằng họ khó mà đẩy nhanh tiến độ được. Bọn họ thật may mắn, cuộc tranh đạo cuộc phải đón lại. Và trong khoảng thời gian đó, Dư Vân phải một đội tuần tra đặc biệt tới giang hồ. Sau mọi nỗ lực cố gắng, giáo chủ Thiên Lưu Tiên vẫn trong tình trạng bất ổn. Dư Vân đồng phải dùng đến giải pháp cuối cùng, bởi đại thần y tới tán chữa. Hắn có thể dùng lệnh bài kim, nhưng lại có một vấn đề. Hắn thậm chí còn không nắm rõ cách sử dụng lệnh bài. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, Dư Vân chỉ ra rằng chủ nhân thực sự của lệnh bài này là Vũ Phu Nhân của Huyền Ma Tông. Sau khi tra hỏi tất cả những võ sư từng là thành viên của Huyền Ma Tông, hắn đã tìm ra nơi mà lệnh bài cần được trả về. Nơi đó lại thuộc về khu vực của một đội quân ở chính phái. Hiện tại đây, chiến vực nằm gần Hồ Bắc Cung. Hồ Bắc Cung là khu vực chịu sự quản lý của Gia Cát Tộc và Vũ Đăng Tông. Từ đây đi về phía bắc là tới đại cung của Lưu Lâm Tông. Giờ đây, sau khi Ma Giáo đã liên minh với Lưu Lâm Tông, việc sang bên đó quả thực dễ dàng. Nhưng đây không phải là điều đáng lo ngại. Đại Thần Y là một người có tiếng tăm, ông ta có thể chữa khỏi trăm nghìn loại bệnh. Chỉ vì vậy mà mọi người trong Lưu Lâm Tông, từ tà phái cho đến hoàng đế của cung điện hoàng gia, đã đổ bao công sức để tìm được ngài. Xin sự viện trợ của bọn họ rất là điều quá nguy hiểm.
có vẻ như như lòng tâm. Cô muốn có lệnh bài để được tặng đại thần đi. Và những việc giáo chủ thiên nhiên kia nâng tỏng bệnh, không nên chỉ tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, tôi thường nhất là không để cho Lưu Lâm Tâm biết được sự bọn họ đang tìm đại thần đi. Nếu chúng ta cơ đội đặt trùng đi thì sao? Tôi đặt trùng đi. Kế hoạch của bà làm việc vô cùng đơn giản. Cơ đội đặt trùng đi đảm nhận nhiệm vụ này. Họ là những võ sư tuyệt mật của ba đám. Và đương nhiên, cũng là những võ sư hàng đầu của tông phái. Vì vậy, họ có thể bảo vệ được đại thần đi trong suốt cả quãng đường trở về. Khi họ từ đặt trùng đi là rất bổ hạ. Ô thế nào và bạch kỳ dương dương bộ hạ và đã vươn theo bản thân nên không ai biết được mà đã có việc nọ mới đồng hành cùng bọn họ. Còn có một đặc vụ, một người có kinh nghiệm và muốn hiểu biết sâu rộng về chính pháp, bọn họ sẽ làm được. Mà là kiếm và với giọng chắc định, đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nhưng chắc chắn họ sẽ thành công. Và một tháng nữa lại trôi qua. Một nhóm đang ở đường có và đối chuyện trên trong cùng giáo chủ. Có hội văn sự đang chiến đấu với một người. Rồi đặt tóc lực lớn và xông ra một đường quyền mạnh mẽ, chính là Cao Quân Nhã. Cùng trẻ với hắn là Cao Võ Sư, Tàn Bát Trúc, Văn Phố và Sa Thạch Chi. Và họ đang phải hết công lực để tấn công người kia. Không biết tâm cảm như thế một trận chiến thực sự vậy. Đại ấy nhanh quá. Người đàn ông và bọn họ đang giao tranh nhanh đến nỗi ngay cả Cao Tư Hiến và Văn Cố, hai võ sư đã đạt đến cấp độ cuối của đại võ sư trung cấp cũng không thể bắt kịp. Đại ấy thật sự không thể đến một nửa nội lực trong cơ thể mình ra. Bọn họ không thể theo dõi của người đàn ông kia, kẻ đó chính là Trương Như Vân. Sau đại ấy có thể sử dụng kinh công độc án bí mật. Như Vân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Nhìn Như Vân luyện tập và bắt buộc thì thật đơn giản. Nhưng khi vận đổi lực và dùng phong thần thuật pháp thì thật khó để dự đoán được các bước đi của hắn. Đại phải chờ thôi. Ta vừa nhớ bỗng nghĩ ai không thể theo kịp được những chuyển động của Thiên Như Vân. Thế này chờ đợi đến thời điểm thích hợp và tấn công. Và khi Thiên Như Vân lao về phía Cao Quân Hướng, anh đã nhận ra thời cơ hành động. Chính là lúc này, Cao Phương Hướng liên văn mời thành nội lực và mạnh mẽ tung cú đấm vào Thiên Như Vân. Anh như dù Thiên Như Vân có di chuyển nhanh đến thế nào, thì hắn cũng không thể nào tới được cú tấn công này. Nhưng Thiên Như Vân lại nhanh chóng mẹ quạt người ra một bên để tránh gọn, toàn công tay đấm vào xương sườn của Phương Hướng. Phương Hướng cũng kịp thời phản công, nhưng cơ thể hắn có thể hất bay lên không trung. Cú đấm không hề sử dụng bất cứ nội lực nào, vì thời hắn chỉ bị ảnh hưởng cơ bắp thông thường. Thiên Như Vân sau đó xoay người và tung một cú đấm vào người Phương Hướng. Hắn bị đẩy ngược lại xuống mặt đất. Đúng lúc đó, Tàn Ma Trung đang cố gắng tìm được vết thương thì vết nước tràn trề và cả hai người họ đều thất thủ. Văn Cố và Sát Thạch Chi kinh ngạc khi thấy hai người đồng đội của mình bị thất vọng. Thiên Như Vân nói rằng anh sẽ không vận hết công lực, nhưng chỉ có vậy thôi, không khiến mỗi người bọn họ phải đứng hình. Đại ấy sử dụng chiêu vật gì vậy? Thiên Như Vân lại sử dụng một loại chiêu vật khác, có thể là sự thiết hợp với những động tác cơ bản, nhưng lại có tác dụng đánh vào những điểm yếu, rất khó để phòng thủ. Vì vậy, Như Vân liền trở lại. Văn Cố và Sa Thạch Chi vẫn chưa đủ mạnh để có thể tỉ thí với hắn. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tình hình thế nào là đủ. Sự kết hợp giữa nhiều loại võ thuật bao gồm đấm bốc, tài truyền đạo và phong thần thuật pháp đã hoàn thiện được 75%. Ta vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Như vậy, ta học được những loại võ thuật tân tiến mà Nano có trong dữ liệu của mình. Những loại hình võ thuật này mạnh hơn rất nhiều so với những chiêu võ của Lưu Lâm Tâm. Thậm chí chúng còn không phải sử dụng nội lực hay bất cứ công pháp phức tạp nào. Như vậy đang được tập những loại võ này cùng Nano, ta hoàn toàn có thể sử dụng
xuất bản thể chất của người. Nhờ vận sức đặt bàn tay, đôi lần của anh đã đạt đến giới hạn của con người. Bây giờ, anh có thể khai thác được sức mạnh về thể chất. Sau khi phân tích đạo huyết mà khởi phát, nhờ vận đã có thể tăng cường và điều chỉnh các mũi tên. Ban đầu hắn không thể kiểm soát được nguồn năng lượng, nhưng giờ đây, nhờ vận đã dần làm quen được với điều đó. Ta phải hoàn thiện các chiêu quái này trước đã. Sau nhiều lần chiến thắng với những kẻ thù hùng mạnh, nhiều vận nhận ra rằng mình vẫn chưa có đủ sức mạnh. Anh phải tuyệt đối tập trung vào những điểm yếu của mình. Ta đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng để trở thành đại pháp sư thể chất thì vẫn còn xa. Nhiều vận phải đi tu luyện và thiền định để được giác ngộ. Nhưng để đạt đến điều này là vô cùng khó. Đây cũng là điều hiển nhiên. Trên giang hồ không chỉ có tên tuổi người mình đã đến trình độ đại quốc sư thực chất, số lượng người đạt được cấp độ này ít như vậy không có nghĩa là nó đòi hỏi phải dành nhiều thời gian và công sức mới tu thành. Xem ra sẽ không có hiệu quả nếu ta cố đẩy nhanh tiến độ. Điều vần với thành lớn cao phương hướng và khả năng vượt đến đây, anh đã định mở lời kết thúc buổi huấn luyện từ ba lan kiếm cùng một người tiên tướng bóp chuyện và họ cúi đầu chào tiên như vân. Bài kiếm giáo chủ hoàn trưởng lão, đó là thất trưởng lão hoàng đi. Lần này hoàng đi luôn tỏ ra thoải mái và tự tin, nhưng hôm nay vẻ mặt ông ta có đôi chút nghiêm trọng. Điều này cho thấy hoàng đi sắp sửa báo một tin chẳng lành. Có chuyện gì bất ổn không? Trong giáo chủ, ta nhận được lời nhắn của các võ sư ở Hồ Bắc Tông. Hồ Bắc Tông sao? Cô thằng Thiên Dương Vân cũng đang lại chưa lời nói của Hoàng Đi. Hồ Bắc Tông là nơi trên bộ hạ Bạch Kỳ và Hồ Sơn Hoa đều cáo đi tìm Đại Thần Đi. Một tháng ra trôi qua, kể từ ngày bắt đầu họ xuất cung, Dương Vân cho rằng đã nghe rằng biết giờ bọn họ phải trở về rồi. Nhưng có vẻ như lời nhắn này mang tin chẳng lành. Chuyện gì đã xảy ra? Áo chủ, đồ đặc trùng của ta đã bất tình trên đường tìm Đại Thần Y ở chiến vực. Thế trường thứ 261. Kết thúc chương trình tập luyện nghiên cứu tại đây. Về hồi tiếp theo sẽ có nội dung như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào buổi sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để đón nhận sớm nhất những tập tiếp theo. Nếu có thể, vừa mà các bạn có thể đối với ủng hộ cho Minh Thành để Minh Thành có thể tìm kiếm duy trì bộ mặt không như trên đó. Xin cảm ơn các bạn. Qua khu rừng, ba người sẽ đến được con đường.
Người đàn ông đứng trước quán ăn nói và chỉ tay để biết ông. Bạch tỷ cúi đầu đáp lễ với ông ta. Đa tạ. Xin đừng khách khí. Ta chỉ dẫn người vào hợp chết thôi. Đừng trách ta chưa cảnh cáo người. Đi tới kiếm vực và lúc này dày sơn như hôm nay, chẳng khác nào tự sát đâu. Âu lão chợt rãi lắc đầu và trở vào quán. Trong thoáng chốc, Bạch Kỳ thấy hối hận vì đã hết lòng cảm tạ ông ta. Một lúc sau, ba người họ di chuyển về phía đông, qua màn sương, bọn họ thấy lấp ló bóng dáng của khu rừng. Có vẻ như bọn họ sẽ phải vượt qua cánh rừng này để tới được con vực. Trên con đường dẫn vào rừng, một chiếc biển gỗ cũ kỹ được dựng cạnh đó. Bên trên có đề kiếm vực. Dòng chữ được đề trên biển được tô bằng loại mực đỏ thẫm, tạo nên cảm giác kỳ dị. Phía bọn họ lại càng sống lực. Đi vào kiếm vực và những ngày sương mù dày đặc như vậy, quả thật rất nguy hiểm. Bên trong đầy dẫn thở tan rình rạch. Khu rừng để hơi rất bao phủ dày đến độ cả đôi vài đặt bước chân để đi qua. Rơi đặc vụ cô mẹ đèo những bụi cây và đường cắt, nhưng khung cảnh mà bị phía bọn họ không thể đáng chắc được mình có đi đúng hướng hay không. Đây là lần đầu tiên ta tới kiếm vực nơi này, quả thực đáng sợ. Có một trường lão nào trả lời câu nói của người đặc vụ xuân cả cái gì mà họ vô cùng kiện lòng, nhưng đặc vụ lại lấy làm hứng thú với chuyện này. Không phải bọn họ được gọi là đội đặc trùng vì không ai nói với ai câu nào đến chứ. Giữa mùa hạ, Bạch Kỳ và Hồ Thương Hoa không bao giờ bảo được, trừ khi có chuyện hệ trọng cần bàn bạc. Và bởi vậy, cái đặc vụ kia có một vài lúc kinh ngạc. Ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng bên ngoài. Và khi cả đội đi sâu hơn vào trong rừng, Dư Bộ Hàn có cảm thấy một nguồn năng lượng lạ. Có vẻ như đó là một loài kiếm được vô cùng mạnh mẽ. Ta còn định bám theo không? Ta vụ nói rằng anh không nắm rõ tình hình bên trong khu rừng, nhưng có vẻ như Dư Bộ Hàn đang đi theo nguồn năng lượng đó. Ta sẽ dẫn đường. Tất nhiên rồi, Hồ Thương Hoa trả lời. Và những người còn lại bắt đầu đi theo Dương Bộ Hà. Dương Bộ Hà cơ thế đi xuyên qua lớp sương mù bao phủ. Không lâu sau đó, bọn họ vượt qua khu rừng đầy sương và phát hiện ra một thứ gì đó. Dương Bộ Hà kinh ngạc trừng mắt nhìn. Những người còn lại trong đội không chung một phản ứng khi họ chứng kiến điều đó. Sau khi bọn họ đứng hình trong kinh ngạc, thì Dương Bộ Hà nghĩ lại và nhanh chóng rút kiếm. Đầu lúc đó, một bóng đen lao tới và tấn công họ. Ai đưa này sau đó ở phía bắc hồ Bắc Cung, tên một con sông lớn mang tên Kim Hà. Một toán người đang kỵ mã ngang qua quả đồi gần dòng sông thuộc một rừng này. Còn họ đều đứng thở kim ngạc khi thấy dòng sông rộng lớn. Và con sông này quả thực rộng lớn. Đây thực sự là sông Kim Hà sao? Và họ chính là con phố và huyền thuật. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã không còn xóa sợ trước phong cảnh hùng vĩ của Kim Hà. Và một người theo sau thất vọng rời xa với họ. Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên với mái tóc vuốt ngược và hàng lông mày rậm rạp và đôi mắt khôi ngô tuấn tú. Ông ta là tứ trưởng lão Dương Giá Quang. Và người đàn ông với mái tóc dài kim bên cạnh chính là Kim Di Vân. Còn họ tới đây để tìm đồ đặc trùng. Thế như vậy, cố định phái người khác đi làm nhiệm vụ. Nhờ hắn chưa từng có cơ hội rời giáo phái. Để nhận cơ hội này, anh cũng muốn đi khám tính vài nơi. Không thể nào. Rồi không nên tự mình tới đó, thưa giáo chủ. Rất nhiều ý kiến phản đối chuyện giáo chủ, cho nên ít tìm kiếm người mất tích. Đại hội pháp và đối tịch liệt và hoàn nghi tốt đầu tình. Nhân Dư Vân mới tận mắt chứng kiến giang hồ, để hắn chưa tăng tăng nhận vị trí này. Được, vậy ta sẽ hộ tống người. Đại hồ pháp chỉ là cần đời trung thành nhất của giáo chủ, vì vậy mà là khiến cô nghiệp kiến tổ kinh. Nhân Kim Dư Vân từ chối, để hắn cuối cùng không được tiết lộ ra ngoài. Để hắn cần có người ở lại đảm nhiệm tốt việc. Dư Vân không thể để tống vị trí đại hồ pháp
ở Nam Cung để ra lệnh cho Bà La Kiếm ở lại. Thế rồi không thể cứ thế rời đi, vậy sao ta không làm theo kế này? Hoàng Như có nghiệp tính, gợi ý, và những người hiểu rõ địa bàn của Như Lân Tâm cũng như các lực lượng khác của chính phái đi cùng với Thiên Tư Vân trong lần đầu tiên hắn xuất quân, và tất nhiên bọn họ sẽ là những võ sư cùng mạnh nhất. Hoàng Như cũng mong muốn được một lần rời quân, nhưng ông ta không thể ra ngoài giám phái quá lâu, bởi Hoàng Như còn phải phụ trách toàn bộ đội trình bán. Vì vậy, người được cử đi là Vương Giá Hoàng. Ông ta đã ở tiền đồn Đông Bắc trong một thời gian dài để làm rõ từng chất đất giang hồ. Vương Giá Hoàng cũng đã đạt tới trình độ cuối của đại võ sư chủ tất. Ông ta đủ mạnh để viện trợ cho Thiên Như Vân. Ta sẽ đi cùng ngài giáo chủ, Tuyên Phụ, trung úy của đội hộ vệ công xung phong đi cùng. Anh luôn cho rằng mình cần phải thúc trực tướng đảng Thiên Như Vân. Ta cùng xung phong đi bác hành lý. Nên Thiên Như Vân quyết định sẽ cùng ba người này lặng lẽ rời cung. Và các người kể ta ở đây từ lúc nào vậy? Sáng sớm hôm họ khởi hành, có bốn người đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Bọn họ là Cao Tư Hiến, Văn Cố, Tả Ba Trúc và Sa Thạch Kim. Bọn họ đều là những người thuộc đội hộ vệ cung, vì vậy họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng để hộ tống giáo chủ. Chúng ta sẽ hộ tống ngài. Có quá nhiều người đi cùng ta, ta không thể để các ngươi cứ thế biến mất được. Như vậy mọi người sẽ xin đi. Như vậy không thể trách cứ bọn họ, bởi họ làm vậy cũng là vì lòng trung thành. Hắn quyết định sẽ còn có một người nữa đi cùng hắn. Và người được chọn là Văn Cố. Ta vừa nhớ những phải mạnh hơn, nhưng vì cơ thể đồ sộ, để đầy chú ý của hắn, mà Thiên Như Vân đang ngay lập tức loại bỏ hắn. Lần đầu tiên trong đời, ta vừa nhớ cảm thấy hổ thẹn vì cơ bắp của mình. Hắn thật sự muốn đi cùng Thiên Như Vân ngay từ lúc hắn nghe được tin Hồ Thương Hoa mất tích. Lần sau, ta sẽ phái cả lục chiến đi cùng. Còn giờ, ai ngoan ngoãn ở lại đi. Tuân lệnh thưa giáo chủ. Như Vân lệnh cho bọn họ tăng cường luyện tập sau khi hắn vắng mặt, và bốn người còn lại theo Thiên Như Vân bình thường. Tới tiền đồn của ba tháng, bọn họ đổi ngựa và đi một mạch tới đây. Như Vân và Văn Cú đang dùng mặt nạ tại một yến tiệc liên minh với chính phái. Hắn đang giới thiệu bản thân trước tất cả mọi người, nên hắn còn phải đấu tranh thế người. Còn Văn Cú thì qua đối xinh đẹp, dần dần thu hút sự chú ý của người đi đường. Nàng cũng cần phải theo mặt nạ. Dần ra qua thời gian và quay sang Thiên Như Vân. Đại nhân, nếu chúng ta vừa xong thì đây không còn là lãnh thổ của chính phái nữa. Tại em chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng để phòng bất chắc. Kể từ khi họ rời cung, và họ không còn gọi Thiên Như Vân là giáo chủ để che giấu thân phận. Đừng những gì ông ta nói thật sự nhắm vào Hiền Phục và Văn Phú, những người với phong thôi tốt thích kể từ lúc họ xuất cung. Thật tuyệt vời. Trường Giang Hòa có sự bất ngờ. Và lần đầu tiên ông ta gặp Huyền Phục. Huyền Phục là trung úy, chưa tiếp nhận lệnh từ đội trưởng hộ vệ công là Hầu Chí Sơn. Chức vị của hắn thậm chí còn cao hơn cả những võ sư của lục chiến. Vậy mà hắn mới chỉ đạt đến cấp độ cuối của võ sư trưởng cấp. Võ sư trưởng cấp thì cũng không phải yếu kém gì, nhưng so sánh với những trung úy khác của giá phái, mà họ ít nhất cũng phải là đại võ sư hạ cấp. Thật kỳ lạ là Thiên Như Vân, người coi sức mạnh là trên hết, lại phong cho Huyền Phục vào vị trí cao như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến những hành động đầy trung thành của Huyền Phục, Dương Gia Hòa mới thực sự hiểu được tấm lòng của Huyền Phục. Và quả là một vinh dự khi được tận mắt nhìn thấy giáo chủ. Lần đầu tiên Dương Gia Hòa trực tiếp tiếp xúc với Thiên Như Vân là khi ông ta hoàn thành cuộc tranh đấu và được bổ nhiệm là tứ trưởng lão. Ông ta đã vô cùng bất ngờ. Dương Gia Hòa không ngờ rằng Thiên Như Vân, một người trẻ tuổi như vậy, lại có thể áp đảo được lục đại gia tộc và hai lần cứu ba thắng khỏi vòng vây nguy hiểm. Và Dương Gia Hòa cũng nắm chắc một điều này, ám mạnh hơn ông ta rất nhiều.
vị thiên đàng. Được ra quả từ ngày nắng, các vị anh hùng thường xét thể hiện chính chất của họ ngay từ khi còn trẻ. Ông ta cảm thấy mình thật may mắn khi được chọn làm bộ đề của Thiên Như Vân trong chuyến đi lần này. Có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi để ông ta được chứng kiến một huyền thoại như vậy. Để chúng ta đi sâu hơn nữa theo hướng này, sẽ tới một tướng tàu. Dường ra quả hướng tay về phía con sông, còn họ vừa phải băng qua sông và họ cần một con thuyền. Bến tàu sẽ đón tấp nập người ra kẻ vào và rất nhiều cậu bé đậu ở đó. Đại nhân, đây là lần đầu tiên ta được chèo thuyền. Quyền phụ háo hức là gì? Ta cũng vậy, bạn cố cũng gần ứng. Chỉ riêng Dương Gia Quang là người cảm thấy khó chịu với vẻ mặt hồn nhiên của hai con họ. Nếu mà họ vượt sông thì sẽ tới tìm tháo ra năng lượng mạnh mẽ. Đây tàu sông đầu dưới đầu mặt người ta quả đổ đắng. Ông Lam đã mạnh hơn liên quan rất nhiều. Ta có chút bệnh nên mọi thứ sẽ đến dài ngày thôi. Ông ta nói và nước mắt cười rồi đắng cười. Khoảng một canh giờ sau, sau một cánh rừng cách chiến đường lâm tập, có người đang nghiêng bước qua khu rừng. Ông ta trông kiệt sức và nặng nề chút nào. Đó là người đã tấn công những người còn lại trong đội của Thi Vân. Có vẻ ông ta bị tổn thương, với mặt ông ta trắng bệch như thảm. Ta tự nhiên ta tập may mắn, nhưng xem ra không phải. Ông ta đi ngược lại và tự nhiên vào một thân phương mình. Ông ta an giác để cho có kẻ quyền theo ông. Nếu không phải vì kẻ hành xử như con gái kia, tên cậu ta quan lý phải là có thể nhanh chóng kết liễu chúng và cả hắn nữa. Ông ta không thể quên được ánh mắt của văn cố. Văn cố xông vào con già như một phụ nữ vừa mất đi người tình yêu. Ông lão mạnh hơn nhiều như bị đón đầu cái đòn tấn công ác liệt ấy. Đó cũng là lúc kẻ bị ông này đánh quay lại và tham chiến, khiến cho ông bị thương nghiêm trọng và buộc phải chết lùi. Ông ta biết Tiên Đất Đà đã đưa hắn đi ra từ hang nào rồi. Đó mới là mục đích ban đầu của ông ta. Ông đã tham chiến rất nhiều năm nên không thể thấy bất kỳ lý do nào. Đó là lý do ông ta sơ đồ một trong số chúng để tìm kiếm và rõ ràng bằng hiệu quả. Chỉ cần cố chút nữa để lần ra số hắn, ta chỉ cần giúp thương với tôi. Và ông già cảm nhận được rất nhiều người xuất hiện quanh đây, nhưng ông già tôi không thể ngạc nhiên. Một trong số bọn họ xuất hiện trước mặt ông và tuyên bố Lý Cường sẵn sàng nghe lệnh cao thủ đao kiếm. Ông liền cười. Cái chương thứ 274, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 275. Trong lòng kiếm vực, dòng đọc lưới thành. Các bạn đang nghe chuyện Ma Thành từ các phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Lưới Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất mấy phần tiếp theo. Có thể Tiên Như Vân bị nhấn chìm trong ngọn lửa, nhiệt lượng phát ra từ bộ nổ đã đến độ khi tỏ ra bị thiêu lên. Tiên Như Vân như đang bốc cháy, ngọn lửa thiêu cháy ra thịt. Như Vân không thể chịu được đau đớn nữa và hét lớn. Anh cố nén đau và nhanh chóng đẩy ra ngoài, nhưng anh không thể chống lại sức mạnh của vụ nổ. Như Vân bị văng ra khỏi hang và không thể làm gì ngoài rơi xuống với thân hình bị thiêu đốt. Anh kinh nghiệm thoáng qua cô đoạn tấn đẫn rất tuyệt vọng của văn cố khi nàng thấy Như Vân rơi khỏi cách đá. Mặc dù ngọn lửa thiêu đốt toàn thân hắn, tâm trí Như Vân vẫn tràn ngập khuôn mặt giàn giụa nước mắt của văn cố. Con tim hắn như siết lại khi người hắn rơi do lớn thổi tập như lửa tinh thần. Khi hoạt chế độ tự phục hồi để chữa lành thất vọng từ vụ nổ, ngay cả khi hắn đang rơi tự do, đàn đồn mới có thể chữa lành những vết thương khắp cơ thể hắn. Ra thì hắn bị bỏng và tật các cơ, nên nó rất nhanh lành lại. Cơn đau thuyên giảm nhanh chóng, nhưng Tiên Như Vân vẫn đang rơi với tốc độ chóng mặt. Lo sầu tới vậy sao? Tốc độ người đang tăng, nguy hiểm,
giọng nano vang lên cảnh báo hắn về tình trạng hiện giờ. Điều bật phân đảng và chế độ tương tác tự tính, Ape Nano chiếu ra những tia sáng nhỏ từ phía các độ rơi của thiên địa vật. Thiên địa vật phát đơn nhảy xuống từ núi cao, nhưng không lâu thế này. Như vậy, tràn chìm vào trong bóng tối sâu hút, nó sợ để liên kết trong hắn càng dâng lên. Ta sẽ chết ở đây sao? Trong tình cảnh như thế này, ai cũng sẽ nghĩ đến cái chết tận thế, đau đớn, bóng tối, sự chân hết và hư vô. Khi những nơi cầu đó xâm nhập vào cảm xúc con người, nó sẽ đẩy con người ta xuống hố sâu tuyệt vọng. Việc những người dùng tăng tổn biến, dọn hàng đồ tiếp tục cảnh báo nguy hiểm, nên trên địa bàn cảm quan tâm biến. Tốc độ cú hơi hậu sẽ xé thân thể trên địa bàn thành từng mảnh, ngay khoảnh khắc hắn cả nước. Là đồ có cố chữa thì có chỉ của công vô ích. Ta phải chấp nhận cái chết như vậy thôi. Điều bàn vốn đã định chấp nhận số mệnh. Đến lúc đó, mưa lông gió vượt một quái mạnh, thổi trên địa bàn đập vào tóc núi. Điều bàn kinh đạt trước cơn gió vượt một thay đổi số phận. Cơ thể hắn bị đập mạnh vào bức tường đá, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cái trận gió lại tiếp tục quật cơ thể Thiên Như Vân vào vách đá phía bên kia. Như Vân tỉnh táo lại từ cơn đau, hắn đã gần như đầu hàng trước cơn chết, nhưng giờ hắn quyết không từ bỏ. Ta không thể chết như thế này được. Có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Như Vân vẫn chưa hoàn thành những dự định của mình, và chỉ cần nghĩ về việc không thể thấy khuôn mặt của người con gái hắn lần đầu yêu say đắm trong đời, tâm trí hắn lập tức thông suốt. Khi như vậy thì con quật đi tứ tiến bị cơn gió, hắn nhận ra một thứ. Hắn không thấy điều đó bởi còn quá sợ hãi, nhưng giờ đã thấy rõ buồn bột. Đó là một thanh kiếm. Không giống như những gì ở trên giới trước kiếm được phát trên hiện vực. Dưới này, vô vàn thanh kiếm lót lại trên thành đá. Như vậy, người này ra một ý, và hướng ra đằng sau các lưng mình. Lo đời rồi, Bạch Long Đao vẫn còn ở phía sau lưng hắn. Hắn không có lời nào bỏ ra được làm từ chất liệu gì, nhưng có sức bền với nhiệt rất cao và vẫn được cột chặt ở các lưng trên như vậy. Hắn liền rút Bạch Long Đao ra, tay lắp chặt thanh đao. Như vậy lấy một hơi thật sâu. Nếu ta có bỏ mạng ở đây thì cũng phải cố gắng tìm cách thoát thân ra. Nhưng luôn gió mạnh vẫn tiếp tục phong quẩn trên như vậy. Ngay khi hắn bị ném sang cái đường bay của vách đá, hắn lập tức hành động. Như vậy cần toàn bộ nội lực tân Bạch Long Đao vào tường đá. Dù là do độ sắc của đao hay tốc độ rơi, thanh đao vẫn trượt dọc vách thành mà không dừng lại sau khi được xuyên mạnh vào đá. Ảnh hưởng từ cú đâm đã khiến cho Thiên Như Vân bị đánh vào vai phải và xương sườn. Ngay cả khi năng lượng và sức mạnh của Thiên Như Vân vượt trội hơn hẳn người thường, sơ hắn và không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Hắn cố chống lại trọng lực đang kéo mình xuống, bởi nên sơ hắn mới phải nhấn chủ dừng lại đi, làm ơn. Và sau khi rơi thẳng xuống ức trình để 5 mét, tốc độ rơi dần chậm lại và thanh đao bắt đầu dừng chậm. Thành công rồi, thật quyết thoát. Nhưng chậm hơn một chút nữa, anh đang bị rơi nát thịt sau khi rơi xuống. Anh ta thoáng biết xuống và thấy mặt đất từ đây không quá sâu nữa. Phát hiện vai phải bị chật khớp và một mảnh xương bị đứt. Xương sườn thứ ba bên phải đã rảnh, phải đọc chế độ tự chữa lành. Đàn đồ bắt đầu kích hoạt phục hồi những xương vỡ và cơn đau dần thuyên giảm. Như bên nhìn phương hướng và xem liệu hắn có thể dùng kinh công để nhảy xuống từ độ cao hiện tại hay không. Khi cơn đau qua đi, như bên chút đau khỏi đá và các đất an toàn. Khi trước hết, hắn ngồi sụp xuống và thở vào nhẹ nhõm, không ra xung quanh tối gì. Nhưng may mắn, hắn vẫn còn sống. Như bên nhận rằng, võ thuật không phải tất cả, dù hắn là một võ sư vô cùng mạnh, nhưng vẫn sẽ có những tình cảnh có thể đẩy hắn vào cái chết. Sau khi nghỉ ngơi lại sức, như vẫn đứng dậy, hắn vẫn cố sống và phải tìm cách leo lên được. Đại đồ, kế hoạch chế độ tầm nhìn ban đêm.
sau đó của Nano và mình và Kenyon dần bị đẩy đó mọi vật xung quanh. Còn người gì vậy mà lớn, anh biết ở đây sẽ không có gì. Nhưng thực chất, vô bản thanh kiến đập đá trên mặt đất, chúng đều đã quen gì theo thời gian, để không còn ví dụ. Có quá nhiều kiếm ở đây. Không chỉ có kiếm, ở đây còn có vô số đầu lâu xương sọ giải rác xung quanh. Có vẻ họ là những người đang rơi xuống vực và tử nạn. Vài xác ở đây đã quá lâu rồi, hầu như không thể nhận ra có phải người hay không. Nhưng một số thì nguyên vẹn và vẫn còn yên phục. Chỉ cứ giờ thì ta sẽ chung số phận với bọn họ. Thì sao họ lại rơi xuống và chết ở đây? Như vẫn tò mò, nhưng cũng phải bỏ thật. Như vẫn có gì tốt nhất, nhưng sau đó anh vẫn từ bộ yên phục từ một bộ xương ra. Đây là đồ của người chết, nhưng bộ đồ hắn đang mặc đã bị đánh rất nặng và chúng không còn gì được nữa. Như vậy thành ra bộ quần áo hắn vừa lấy ra và chia đến thành bình để tìm lối chào mừng lên. Như vậy nghĩ sẽ có thể nếu tìm được một lối ra ở phía đối diện vách đá dựng đứng và bề mặt trên trượt. Đây cũng không khác là bao. Cái việc điều chỉnh đá thậm chí còn đồ hề và tinh vinh hơn. Hắn gần như không thể nhận được. Giờ đây có phải lý do gì sao không ai biết về cái vực này không? Ngay cả nếu có người tìm cách thả rơi trèo xuống, thế người đó cũng sẽ hết còn án gì. Còn cái đảo giữa không thể. Như Vân nhìn nhị quanh, thế đầu hắn có thể tìm được gì? Hắn đi xung quanh khám tính, đôi lúc dừng lại xem xét. Như Vân kinh ngạc. Có thể hắn đã nhìn lại, nhưng ở đây có rất nhiều dấu vết kiếm và đao trên vách đá. Sao lại có vết tích đánh nhau ở đây? Tân khó hiểu, như vậy bị văng xa từ vụ nổ, nên hắn đã tạm đáp lại ý định của mình. Nhưng tại sao có người lại xuống đây để đánh nhau? Sau khi xem xét các dấu vết này, bắt như vậy từ lớn, dấu đao và kiếm vô cùng quen thuộc. Kiếm lực kiếm đao. Nhưng đã kiếm trên cửa đá rất giống với dấu vết của kiếm lực kiếm đao. Tuy có một vài sai lệch, nhưng những đường còn lại thì chính xác hoàn toàn. Có thể nói ra đời muộn hơn kiếm lực kiếm đao. Hoàn có lẽ nào như vậy kinh hãi gì hết. Hắn nghĩ mình chắc từng thấy các thứ này ở đâu đó rồi. Nhưng giờ hắn mới nhận ra đó là chữ viết của kiếm đao kiếm tổ. Như vậy để bác hiện kiếm ra sau tay, hắn ta nhìn chậm chậm những chữ viết trên kiếm. Kiếm mã kiếm, chữ kiếm khắc gì đó và những tương tự với chữ kiếm khắc ở hiện vực. Vậy là kiếm ma sư tổ đã tới đây và giao kiếm với ai đó. Chuyện này đúng là có thể xảy ra. Để theo như ghi chép trong phủ giáo chủ, kiếm ma sư tổ nuôi ý định thống lĩnh toàn bộ giang hồ, ngay cả cung hồ bắc. Đời tiếp tục lại tỏa lại. Thế nhưng điều kiếm như vân tin là không chỉ có vậy. Dấu đao này là sao? Cái đao này chắc chắn là đao thần của sao thần. Như vân dò xét như vô vết để lại trên cửa đá và kinh hoàng. Ta chưa từng thấy công pháp này bao giờ. Trên những dấu đao của đao thần còn có hai công pháp mà như vân không hề biết. Hai công pháp này còn mạnh hơn cả lục đạo pháp hắn từng học. Có lẽ đúng là phần còn lại của trang thuật. Ta tưởng lục pháp đã là tất cả, hóa ra ta đã nhận. Như vậy qua đối tình học thì thấy đạo thuật kiếm nó gần như mạnh bằng kiếm lực kiếm đạo, ngoài trừ kiến thức cuối cùng của kiếm lực. Ta không ngờ lại gặp thứ này ở đây. Như vậy nghĩ rằng rơi xuống đây thì còn người chết, nên xem cả đó là trong cái rồi có cái mang. Không có nguyên do gì sao nhưng công pháp này lại có ở đây. Nhưng khi người vật thật may mắn khi tình cờ phát hiện được dấu vết hai võ sư quyền năng đang giao chiến. Đặc biệt hơn hắn có nano mô phỏng những vết tích ấy. Nano quét nó, nhờ vân lệnh cho nano quét dấu vết kiếm và đao. Vân thân thủ hơn, nano quét dấu vết và tiến hành phân tích. Như vân để biết tới chỗ các vết tích và hắn nhận ra một điều bất thường.
Đến kiếm này, ta với đi dấu kiếm, anh đã bị trước đó. Có vẻ như chúng tưởng tạo nên bài sự kết hợp của một vài nhân tất và một từ cho các người dưỡng. Không thể, có vẻ như chúng vết đau để lại gần đó. Không thể tốn lại sức mạnh của đa thần để bấm con đạo chính như vậy. Điều thứ không có với chúng trên bàn sự cổ. Sau khi quan sát mình, Liên Văn Điện nhận ra vết kiếm ở đây không giống vết tích được vết lại tại những người khác. Có khả năng dấu này được tạo nên sau vài lần thử nghiệm. Tại sao lại có từ bất cả ở đây? Điều vẫn khó hiểu và lại có năng vô vọng lại những vết kiếm. Khi quá trình được hoàn thiện, Điều vẫn tiếp tục ra lời. Đã đúng, và chế độ vô vọng quan trọng của những vết luôn này. Vâng, tôi chủ nhân, thiết lập công nghệ tăng trưởng của dấu vô giá quét. Những vết kiếm phức tạp dần hiện lên trong đường kẻ trắng. Và giờ Điều vẫn có thể thấy rõ các đường kiếm. Hắn đạt nhiên khi thấy những động tác ấy hợp thành từng chiêu thức. Thật không thể nào. Đây là kiếm pháp vừa sang những chuyển động cơ thể thông thường. Không giống như đạo pháp của Nam Thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều đó. Lại ấy, ta từ kết hợp chúng. Thì ra là vậy. Nhưng vết kiếm được đánh dấu tất cả chính là những gì mà Thiên Ma Sư Tổ để lại sau khi chống lại ta thần của Nam Thần. Mời các bạn nhớ biết chương thứ 277 trong lòng kiếm vực. Đến cùng, tại một khu vực là bao quanh bảy núi không dưới đứng, xung quanh bốn bề đều là đá và có một lối thông ở đỉnh. Vì vậy, chỉ có thể nhìn được nơi này từ trên cao. Mà tại đây có một biệt thự lớn, bên trong chất hàng loạt những đồi lớn thuốc và kho chứa các loại hàng tiền phong phú. Nên chỉ nhìn thoáng qua nơi này đã khác gì một y quán. Đây chính là nơi ẩn náu của đại thần Kim và là sâu trong vùng núi đá lớn ở phía bắc. Phía trong vô số giường bệnh, nhưng chỉ có một người nằm thiết kỵ trên đó. Ông ta là tứ trưởng lão Ma Tấn Dương Sát Khoa, người đang thiên vị trong tầm đấy. Các trong đội các trong bộ người chịu vật đối phương. Một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng cạnh đầu Dương Sát Khoa nên ông ta không thể động đậy. Bà ta đã ngoài 60 nhưng vẫn vô cùng mạnh khỏe. Hai cánh tay chắc định của bà khiến người ta như trường tính, như con sư trường trắng như sao biển đến. Điều khiến Dương Sát Khoa đồng đến đến vậy là bởi vị trí của vết thương. Kiếm khí lao thẳng từ phía bên phải đầu xuyên qua đánh mắt đã khiến Sát Khoa không thể nhìn thấy gì. Đây chính là thương tính khi Dương Sát Khoa đang chứng với lát thủ bám tròn. Khi đã mất một mắt, đường bài này, ông ta vẫn còn sống. Ta sẽ không thể thông tóc, người không có trợ cấp có từ bằng cố. Đang xứng đáng là một trong số các lực kiến. Từ đây là, nó luôn là một người thấy thẳng chính trực. Nhưng dừng ra qua, người còn thấy mặt quyết liệt là cái đoạn đất công của nó. Họ ấy có sự sẽ mất kiểm soát và trở nên phương hạ trong thời tiết đợt. Điều mặt cố bất tỉnh táo hỗ trợ Dương Sát Khoa không tấn công lát chủ quán. Đó là lý do mà có thể cần từ ta tới kỳ ám tà rất nhiều. Ta tuyệt vời, trên đầu chúng ta sẽ có một nữ võ sư luyện bài ngang Dương Trường Lãng trong vài năm tới. Nhờ văn cố mà họ mới có thể cứu mạng. Dương Sát Khoa rất biết ơn chuyện này. Dù có cố gắng chịu đựng như thế, vết thương trên mặt Dương Sát Khoa vẫn không ngừng dày vò ông. Và khi cơn đau dần dịu hết, ông nghe tiếng khóc thầm từ giường đối diện. Tiểu giáo chủ, sao chuyện này có thể chứ? Có một cô gái đang bụng mặt vào hai bàn tay và tóc, đó là văn cố. Có một người phụ nữ nữ cao lớn hơn nhiều đang ôm lấy nàng an ủi là Hồ Thư Hoa, người tưởng như đã bất tích. Thì ra nàng ở nơi ẩn náu của đại thần Y cùng với những người còn lại trong đội đặc thù chủ nhân. Và đó là Huyền Phụng mang vài bước quanh người hắn,
đang cứ đồng bệnh cùng giờ nhận đối tức án tham thần và khóc lóc. Còn Bạch Kỳ ngồi trên lưng là nhân vật suy nghĩ, anh ta chỉ lẩm bẩm vài từ không thể khi ngồi chuyện này. Anh liên tục nhắc đi nhắc lại. Bạch Kỳ cùng Hồ Thương Hoa đang được đứng từ lúc họ nghe tin Kim Như Vân đi vùi trong bụi nổ và rơi xuống vực sâu. Cả hai người và hai kẻ kia có sự khác biệt. Bà già nhất nhị những kẻ khóc than sau lưng và bất lợi. Người mà bà đang nhắm tới là Hồ Thương Hoa và Bạch Kỳ. Những kẻ chẳng nói gì nữa, còn văn cố vào miệng cùng thì công khai đầy tỏ cảm xúc. Nhưng xem ra, chủ nhân các người ác hẳn là tổ chức, chỉ cần nhìn đúng người đang khóc than kia. Dường ra quả, chẳng thể nói được gì. Ông không tạo đến khi nghĩ về cái chết của Kim Như Vân. Ông sẽ phải sống trong tội lỗi suốt đời vì đã không đạt tròn trách nhiệm bảo vệ giáo chủ. Nhưng đồng thời, gia quan không có việc phải làm. Bà lão cô biết thương xong nên đã thảo luận để nát tên đó. Dương gia quan nên cẩn trọng hỏi bà ta: đại thần y, bà ta chỉ là đại thần y mà họ đang tìm kiếm. Bà là chủ biệt thự bí mật này và cũng là đại thần y gia quốc phù. Bà ta nhớ bài đáp: ta đã bảo người gọi ta là gì? Ra bà đà. Thật kỳ lạ khi gặp ta, không biết được gọi bằng danh xưng đại thần y. Phần đầu khi nhìn vào thể chất của bà, dừng ra quản lý, có lẽ bà ta học võ thuật. Nhưng thực chất, bà không biết đến một mảnh võ. Khi ra khoa hỏi, gia quốc thủ chỉ đáp: dạ, bà tôn cần sức khỏe và năng lượng để xử lý các cuộc phẫu thuật dài. Người không biết bởi sao. Quả thật là như vậy. Nên có vẻ như gia quốc thủ đã dần luyện thái quá cho việc này. Dương gia khoa liền hỏi lần nữa: người ta đã đề nghị nhất thiết, ta có thể chuyển cầu. Gia quốc thủ đã đến vào vết thương sau khi đắp thuốc vào Dương gia khoa. Sức bà ta khá mạnh nên đôi Dương gia khoa phải đam mê thì đau đớn. Kỳ lạ thay, kể từ khi gặp bà tới giờ, gia quốc thủ luôn cắt ngang lời chuyển cầu của mọi họ. Sau đó, bà nhất con cửa phòng, có hai con sư đang chậm chậm nhìn bà, như thế đang tôn trường vị thần kia. Bà ta e ngại bỏ xa. Dường ra quả, không thấy thái độ thần kia bất thường, nên ông không hỏi chuyện. Lúc đầu ông ta cứ nhận rằng, bởi thấy còn biết ơn vì được cứu. Thế giờ ông biết, có điều kỳ lạ đang diễn ra trong chiến dịch cùng này. Sau khi công lại, và bà có tiếp thêm, đại thần kia gia quốc thủ đứng dậy khỏi ghế và hướng Dương gia quan bất ngờ: ngươi cần ít nhất 7 ngày tiếp nữa giờ nghỉ ngơi đi. Nói xong bà ta rời khỏi biệt phủ cùng với hai con sư chăn sông. Khi bà ta rời đi, Dương gia quan cũng nhận được một lời truyền âm: người có thấy không? Dương gia quan quay lại nhìn ra hướng ba người kia đều xảy ra, và một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với hàng lông mày rậm đang ngồi ở bên cạnh đối diện ông ta, quát tay ra hiệu. Đó là vị trưởng lão Dương Bộ Hàn. Bà ta cũng đã cài trang kiếm tàn. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên Dương đã qua nhìn thấy khuôn mặt thật của Dương Bộ Hàn, ông ta không khỏi kinh ngạc trước diện mạo trẻ trung đó. Nếu bà ta bị theo dõi thì chúng ta cũng vậy. Hai con sư đứng cạnh đó đã rời đi cùng với đại thần y. Khi bọn họ đã đứng trong bóng tối mà dõi theo Bộ Hàn và Gia Quan. Gia Quan cũng có thể cảm nhận được điều này. Đó là lý do tại sao bọn họ phải truyền tâm cho nhau như vậy. Dương trở lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ không thể bàn luận về chuyện này, bởi từ khi tới đây, Dương Gia Quan đã phải nằm yên để cảm nhận.